tiền cũng không có gì cả. Thôi vậy mà nứt thì mà lúng chứ. Đưa đầu lên. Ok. Bình đâu sáng ngày có duyên quá nhanh thì kẹo mấy em cá bị ngọt thử đôi khi mình chạy không lại chạy không mà chạy không lại trong này hôm đó mình có đổ rồi có thì mình vòng vòng mấy kinh vậy thôi. Thank you.
mắt cũng không có đưa ra kinh rồi. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Rồi kệ cho nó đi đi. Muốn đi sớm thì cho đi. Hồi nào nó cũng được quá anh à. Dạ. Đã chạy bự xong. Hả? Có đợt này là bự nhất rồi. Ồ, nằm sát mấy bịch. Chiếu lỗ mà nằm ghê ta. Này cũng 200 con ha anh hả? Dạ. Này 200 hơn cái đâu dưới bịch. Rồi có cái trứng, có trứng. Trứng con này nó hơn rồi bịch. Nào cái trứng được ghê hả bịch. Con này uống là con. Đó đi. Đấy chà bá nữa. Trứng chà bá. Ờ. Được cái này khỏe, khỏe mạnh, khỏe mạnh. Trời chà bá, đó, mạnh chà bá. Khỏe lắm. Khỏe vô tư. Quá, mấy em vô bự quá bự. Nó ngái nhiều quá bự. Giờ múc luôn thấy không, cá mạnh chùm ta luôn đó. Nhưng mà nó giỡn giỡn ngoài giỡn mày. Trời xuống anh Bình ơi, đã mệt tôi nghiệp. Trời ơi, này vài ký anh ha. Dạ. 5-7 ký rồi. 5-7 ký.
nằm lại cá chiếu bạn chiếu nằm lại cá rồ mà trứng không mới ghê thôi các bạn, trứng bự không như là trứng thường. Mà nó dãy đẹp nhiều hơn không là rồ nó bắt nữa. Quay vô trong nhanh quay đẹp hiệu cá thả uống bệnh. Cái nè, cái nè. Còn nước biết nhiều cho nó cá bự không cá trứng không nha. Mà thiệt anh nào có trứng anh ha, bệnh nào nó bự đang làm trứng nữa đây. Trứng cuối cùng tiễn đưa à, nhỏ nhỏ chọc ấm. Sau này sau này mình rửa ra sao sạch chứ mình. Yeah. À, cái kia rửa dơ ha. Sạch có đã chứ. Này tưởng là người ta đứng nó có mua quê. Mà nó có bằng chứng bắt đàng hoàng à. Nó ta quay lại cho coi nè. Để máy lận.